cho em bài học hay. Mai sau đã lên rồi làm sao có thể nào quên thầy xưa thầy thầy rồi thì em người còn thơ. Khi thầy biết bạn bụi phấn rơi rơi có hạt bụi nào rơi trên vùng giàn có hạt bụi nào vương trên tóc cho em bài học hay. Mai sau đã lên rồi làm sao có thể nào quên thầy xưa thầy dạy dỗ thì em tuổi còn thơ.